Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay chủ nhật ngày 5 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Bà Rịa Vũng Tàu mạnh tay xử lý nợ động thuế. Phóng sự Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ ba trong cả nước về thu hút vốn FDI. Hải đoàn 129, chỗ dựa của người dân. Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kỳ thi thăng nhất nhị tam đẳng miền đai năm 2018. Trong phần tin thế giới, Venezuela bắt giữ nhóm nghi phạm mưu sát tổng thống. Anh, nắng nóng khiến 700 người tử vong. Mỹ bảo vệ chính sách tăng thuế nhập khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương để hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng việc dùng tài sản công là đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư BT cho đến khi có nghị định mới của Chính phủ. Trong văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành, Bộ Tài chính nhấn mạnh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công chủ yếu là đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành. Trước đó, vào tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đến nay, văn bản này chưa được Chính phủ ban hành nên việc đổi đất lấy hạ tầng trong cả nước tạm dừng thực hiện. Tính đến đầu tháng 7 năm 2018, tổng nợ thuế của tỉnh không kể dầu thô lên đến 1.407,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu và nợ chờ xử lý lên đến 858 tỷ đồng. So với cuối năm 2017, tổng số nợ thuế tăng 130 tỷ đồng. Để thu hồi nợ thuế hiệu quả hơn, Cục Thuế tỉnh đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đơn vị, yêu cầu các đơn vị tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch thu tiền nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, từng địa bàn, khu vực kinh tế. Tính đến tháng 7 năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã thu được hơn 173 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2017 chuyển sang. Cục Thuế tỉnh đã công khai danh sách 1.070 doanh nghiệp nợ thuế trên trang web của đơn vị. Từ nay đến cuối năm 2018, Cục Thuế tỉnh phấn đấu thu 547,8 tỷ đồng nợ động thuế. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngành thuế tiếp tục công khai những cá nhân doanh nghiệp nợ thuế, đồng thời áp dụng hình thức cưỡng chế tài khoản và cưỡng chế hóa đơn theo quy định của luật quản lý thuế. Đối với một số đơn vị nợ thuế lớn đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa nộp thuế, cơ quan thuế sẽ trực tiếp kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp để xử lý thu hồi tiền nợ thuế. Lễ khai trương cửa hàng trưng bày giới thiệu và phân phối sản phẩm là các chất tẩy rửa được chiết xuất từ thiên nhiên đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Global Malls Vũng Tàu tổ chức vào sáng nay ngày 5 tháng 8 tại địa chỉ số 498 Thống Nhất, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Các chất tẩy rửa Global Malls tên nhận diện thương hiệu là GM Nature được sản xuất tại nhà máy dược phẩm MHT, thành phố Hồ Chí Minh. Những chất tẩy rửa được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với các nguyên liệu chủ yếu là tinh dầu tràm, tinh dầu xả chanh, bạch đàn chanh. Khai thác từ khu bảo tồn thiên nhiên rừng tràm huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, đã đạt chứng chỉ GACP về dược liệu của Vương quốc Anh, kết hợp với các nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp, Nhật, đồng thời đạt chứng nhận WHO, GMP về thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Được sản xuất theo quy trình tiên tiến, sản phẩm cũng đã đạt tiêu chuẩn Việt Nam 3, CATES 3 và chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho loại sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Mỹ với tiêu chí 3.0, không hóa chất bảo quản, không hóa chất tạo bọt, không màu và hương tổng hợp. Hiện Global Malls đang sản xuất và phân phối trên thị trường các loại tinh chất lau sàn, tinh chất rửa chén, tinh chất rửa dụng cụ, tinh chất rửa tay, tinh chất ngâm dưỡng da và móng. Tại lễ khai trương cửa hàng giới thiệu và phân phối sản phẩm tẩy rửa Global Malls, các khách hàng đã sử dụng thử sản phẩm nước rửa tay được chiết xuất từ yến mạch, glycerin thực phẩm để kiểm tra khả năng kích ứng da cũng như độ an toàn của sản phẩm. Thưa quý vị, từ đầu năm 2018 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI sau hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này thêm khẳng định những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang phát huy hiệu quả. Và như vậy, hai năm trở lại đây, Bà Rịa Vũng Tàu dần quay trở lại vị thế những tỉnh thành hàng đầu cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư,
7 tháng đầu năm 2018, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm vốn và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 22,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng hàng thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về thu hút đầu tư FDI với 2,15 tỷ đô la Mỹ. Trong số này có những dự án quy mô lớn lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ như nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm khí hóa lỏng LPG của tập đoàn Hyosung Hàn Quốc tại khu công nghiệp Cái Mép. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều vốn FDI nhất, chiếm tỷ lệ gần 40% tổng vốn đăng ký. Khơi thông mạnh mẽ nguồn vốn FDI trong năm 2018, còn ghi dấu bằng sự kiện khởi công dự án tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam với tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 333 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 26.867 triệu đô la Mỹ. Để có được kết quả tốt đẹp trong thu hút đầu tư nước ngoài, những năm qua, tỉnh quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mà quan trọng hơn cả là chỉ số cải cách hành chính, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khi đăng ký đầu tư vào tỉnh. Ngoài tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư hai lần một năm, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương còn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với 7 doanh nghiệp từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút mỗi ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện nay là thời gian theo quy định thì 3 ngày. Sau khi mà doanh nghiệp nộp hồ sơ qua cái văn phòng một cửa tập trung, thì ngoài ra thì hiện nay thì doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến qua mạng. Thì cái tỷ lệ này cũng ngày càng một tăng, thì chiếm khoảng 30% so với năm trước. Về cái tình hình thu hút đầu tư thì do cái xu thế kinh tế thế giới nó có cái chiều hướng tăng trưởng tốt ấy, cho nên cái thu hút đầu tư ở Bà Rịa Vũng Tàu nó cũng gặp rất là nhiều thuận lợi và phát triển chiều hướng phát triển tốt. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng tính toán để rút ngắn hơn nữa thời gian cấp phép đầu tư, giúp doanh nghiệp vừa rút ngắn thời gian thực hiện các loại thủ tục, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư vào tỉnh. Chúng ta phải làm tốt cái khâu cải cách hành chính của mình. Tức là hiện nay chúng ta phải đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục đất đai. Coi lại cái một cửa chúng ta về cái thời gian mà để giải quyết hồ sơ hành chính cho doanh nghiệp và công dân. Đẩy cao tốc độ này, đó. Thực hiện làm sao mà được đúng thời gian, nhanh hơn và làm sao cho cái thu hút được cái FDI người ta không phiền lòng và chỉ số PISA chúng ta càng căng, đảm bảo được cái cải cách hành chính chúng ta đạt kết quả tốt hơn. Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự tin đặt mục tiêu thu hút 80 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, Hải đoàn 129 quân cảng Sài Gòn đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam mà còn tham gia làm kinh tế biển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tàu của Hải đoàn 129 cũng tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển, trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trong đánh bắt hải sản xa bờ. Trung tuần tháng 5 năm 2018, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tàu 739 Hải đoàn 129 quân cảng Sài Gòn nhận được lệnh đưa ngư dân tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đang khai thác cá tại Trường Sa bị bệnh vào bờ điều trị. Thì chúng tôi thì làm ở vùng biển đổ, đi nghề công mực. Hôm nay là trong thuyền viên bị có một người bị đau ốm. Bữa nay cũng nhờ của đổ với lại nhờ của hải quân tàu 739 cũng đưa vào đất bờ để chữa cho bệnh nhân thì tôi luôn rất là mừng. Đối với cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 129, bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, thì hỗ trợ giúp đỡ ngư dân cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, kể từ tháng 11 năm 2016, sau khi Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật Âu Tàu tại đảo Sinh Tồn và hai làng chài tại đảo Núi Le và đảo Tóc Tan thuộc quần đảo Trường Sa đi vào hoạt động, việc hỗ trợ giúp đỡ ngư dân bám biển của Hải đoàn 129 càng thiết thực và hiệu quả hơn. Các âu tàu, làng chài trở thành nơi cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa tàu cho những chuyến biển dài ngày và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi ngư dân gặp sự cố trên biển. Có hải quân, anh em coi như nèm giáp biên đó là coi như chúng tôi hoạt động là làm mà coi như yên tâm, không có sợ, lo lắng gì hết. Khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì có những tình huống bất ngờ xảy ra. Qua công tác huấn luyện thì bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ tàu là thực hiện tốt cái nhiệm vụ
cấp cứu cũng như là phối hợp ăn ý để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như là sơ cấp cứu người bị nạn. Năm 2017 và 7 tháng đầu năm nay, Hải đoàn 129 đã hướng dẫn bố trí cho hơn 500 lượt tàu cá với hơn 2.000 lượt ngư dân tránh trú bão an toàn, sửa chữa miễn phí 25 tàu cá, cấp hơn 175 khối nước ngọt miễn phí, cung ứng hơn 40.000 lít dầu với giá bằng ở đất liền cho ngư dân. Hải đoàn cũng tổ chức cứu hộ 2 tàu cá, đưa hơn 20 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ an toàn. Sắp tới thì chúng tôi lại tiếp tục là nhận các ao tàu ở đảo Trường Sa lớn và một số các làng chài nữa. Hải đoàn 129 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển thì sẽ cứu hộ cứu nạn, đưa về và sửa chữa miễn phí. Đây là một trong những cái nội dung mà được nhân dân là tin tưởng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để là làm chỗ dựa cho ngư dân. Các trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải đoàn 129 lần lượt hình thành đã tạo thêm niềm tin, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển và góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, năm 2018 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bỏ điểm sàn chung, tức ngưỡng điểm tối thiểu nộp hồ sơ xét tuyển đại học sau hơn 10 năm thực hiện kể từ năm 2004. Điều này vô hình chung đã tạo ra một cuộc chạy đua hạ điểm sàn giữa các trường đại học để thu hút sinh viên trong năm nay. Cánh cửa đại học càng mở rộng thì việc tuyển sinh của các trường nghề càng trở nên khó khăn hơn. Năm 2018, với cách thức xét tuyển học bạ để vào đại học, điểm sàn liên tục hạ và không giới hạn nguyện vọng đại học đang khiến các trường cao đẳng, trung cấp nghề chật vật trong mùa tuyển sinh này. Với các trung tâm dạy nghề thì cánh cửa càng bị thu hẹp. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 12 năm 2017, số lượng sinh viên đại học thất nghiệp là 237.000 trên tổng số 400.000 sinh viên tốt nghiệp, nghĩa là quá 50% sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp. Với quy chế tuyển sinh bỏ điểm sàn đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, thì số liệu cử nhân thất nghiệp trong thời gian tới sẽ tăng cao là điều có thể nhìn thấy trước. Nếu mà hệ trung cấp và cao đẳng thiếu sinh viên để đào tạo đấy, thì như tôi nói, đó là tạo ra một sự chênh lệch trong cái cơ cấu đào tạo của Việt Nam. Tỷ lệ được đào tạo về đại học sẽ ngày càng tăng lên và số trung cấp cao đẳng sẽ giảm đi và số công nhân kỹ thuật sẽ ngày càng ít. Và vì thế chúng ta đang làm ngược cái quy trình của công nghiệp hóa đối với thế giới. Rõ ràng dù cách thức tuyển sinh như thế nào thì công tác dự báo nguồn nhân lực, nhu cầu lao động và hướng nghiệp cần phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai một cách bài bản hơn. Bởi nếu không có sự quản lý và điều tiết vĩ mô thì rất có thể xảy ra tình trạng mất cân đối việc làm cho xã hội trong thời gian tới. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 8 tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 13 chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 8 tháng 8 năm 1979, ngày 8 tháng 8 năm 2018. Tham gia hội thao Công đoàn Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 8 đơn vị trực thuộc. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 9 môn: bóng đá, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, nhảy bao bố, xe đạp chậm, kéo co, đẩy gậy và bơi lội. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội Liên quân Văn phòng Công ty, Phân xưởng Cơ điện, Điện lực Côn Đảo, giải nhì cho đội Điện lực huyện Xuyên Mộc, giải ba cho đội Điện lực Châu Đức và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc thi đấu ở các bộ môn. Tại nhà thi đấu đa năng thành phố Bà Rịa, Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi thăng nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng huyền đai Taekwondo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018. Đây là cuộc thi lấy bằng theo tiêu chuẩn thăng đẳng quốc gia, giúp Hội Taekwondo tỉnh đánh giá công tác huấn luyện và kiểm tra kỹ thuật chuyên môn của các võ sinh trong tỉnh, qua đó xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ cho các võ sinh Taekwondo trong thời gian tới. Tham dự kỳ thi nâng đai Taekwondo lần này có 165 võ sinh đến từ các huyện và thành phố như thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Các võ sinh phải trải qua các bài thi, thi kỹ thuật căn bản tay, chân, quyền pháp, đấu luyện tự vệ, đối kháng, thể lực và công phá. Kết quả, ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận thăng nhất đẳng huyền đai cho 126 võ sinh, nhị đẳng huyền đai cho 33 võ sinh và tam đẳng huyền đai cho 5 võ sinh.
Chương trình Việt Pride với chủ đề Việt Pride niềm tự hào của chúng ta vừa được cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội cha mẹ, người thân và bạn bè của người đồng tính Việt Nam tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Đây là chương trình thường niên của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới diễn ra vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm tại Việt Nam. Theo đó, cộng đồng này ở mỗi địa phương có những cách tổ chức khác nhau nhằm khẳng định quyền tự do yêu thương, tự do thể hiện tình cảm, quyền bình đẳng, không phân biệt xu hướng tính dục và bản dạng giới tính. Việt Pride tức tự hào Việt là tên của sự kiện thường niên của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam. Ở mỗi địa phương, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới và người ủng hộ đều tổ chức những hoạt động như hội thảo chuyên đề, triển lãm, chiếu phim, giao lưu chia sẻ, đạp xe, đi bộ diễu hành, nhảy flash mob và cả những chương trình văn nghệ do chính cộng đồng góp sức thực hiện. Năm nay chương trình Việt Pride lần thứ 5 ở Bà Rịa Vũng Tàu thu hút trên 200 người đồng tính, song tính và chuyển giới tham gia, với nhiều hoạt động sôi nổi như trình diễn thời trang, ca nhạc, giao lưu với cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng, tổ chức lễ kết hôn cho một cặp đôi trong cộng đồng. Quý vị vừa theo dõi những tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh. Còn bây giờ, chương trình Thời sự tối xin tiếp tục với phần điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Tiếp nối tinh thần Ngày Côn Đảo do Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khai mở với ý nghĩa cầu siêu hàng năm cho những chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã nằm lại đảo suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Từ năm 2012, lễ giỗ tù nhân Côn Đảo được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 âm lịch. Tham gia lễ giỗ tù nhân Côn Đảo năm 2018, có gần 300 cựu tù chính trị Côn Đảo, thân nhân các cựu tù đang sinh sống ở nhiều tỉnh thành cả nước. Đại diện một số tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhân dân Côn Đảo cũng chung tay tổ chức lễ giỗ. Đặc biệt trong lễ giỗ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp gỡ nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi họp mặt, các nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng thúc đẩy hơn nữa kinh tế cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và giao thông kết nối, tránh tình trạng phát triển du lịch một cách đại trà. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp và nông nghiệp 4.0. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, bố trí việc làm cho người lao động địa phương khi nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn đi vào hoạt động. Chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 16 của cả nước tăng 13 bậc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giữ nguyên thứ hạng 16. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp hạng thứ 5 của cả nước tăng 21 bậc. Chỉ số công nghệ thông tin xếp hạng 8 tăng 2 bậc là kết quả đã được công bố tại hội nghị kiểm điểm và quán triệt các chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh. Bên cạnh kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính mà Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2017, thì chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 do Bộ Nội vụ công bố, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạt trên 72%, đứng thứ 57 trong tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhiều nội dung người dân chưa hài lòng là việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh, kiến nghị của người dân chưa kịp thời. Thái độ và hướng dẫn của công chức chưa được sự hài lòng của người dân. Tại thành phố Vũng Tàu, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6 khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2020. Nhằm đánh giá tình hình kinh tế, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng về kinh tế hợp tác xã. 6 tháng qua, tình hình kinh tế hợp tác xã cả nước có nhiều khởi sắc, số hợp tác xã thành lập mới, hoạt động hiệu quả có xu hướng tăng. Từ nay đến cuối năm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phấn đấu phát triển 15.000 hợp tác xã, tăng cường công tác triển khai thi hành luật hợp tác xã năm 2012, đề án xây dựng hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Trong danh sách 225 doanh nghiệp cả nước được Bộ Công Thương công nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017, Bà Rịa Vũng Tàu có 8 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Hải Việt, Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo,
Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Nguyễn Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Phát, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa và Công ty trách nhiệm hữu hạn VA Vũng Tàu. Những doanh nghiệp được xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được ngành công thương hỗ trợ quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử, được sử dụng miễn phí logo doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương, được ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, được Bộ Công Thương giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu. Từ cuối năm 2017, trạm kiểm nghiệm nhanh thực phẩm được Sở Công Thương triển khai thử nghiệm tại hai chợ trên địa bàn tỉnh là chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu và chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có chợ Rạch Dừa vận hành trạm kiểm nghiệm tương đối thường xuyên, còn tại chợ Bà Rịa, sau khi lắp đặt và chạy thử nghiệm vài lần thì dừng lại. Nguyên nhân là do thành phố Bà Rịa chưa tính toán phương án hỗ trợ kinh phí cho hoạt động. Nhà sưu tầm tư nhân Nguyễn Ngọc Ẩn ngụ tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 367 hiện vật gồm công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, trang sức. Trong đó có một số hiện vật có niên đại từ 500 đến 1.000 năm trước công nguyên thuộc nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và nhiều hiện vật thuộc niên đại từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 20. Bộ sưu tập này được nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn sưu tầm tại vùng văn hóa Chăm và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Lan tỏa thông tin và cũng là lan tỏa cảm xúc từ phóng sự lớp học bóng đá đặc biệt trên sóng truyền hình BRT. Gần 5 tháng nay, câu lạc bộ bóng đá Dream tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc do anh Bùi Vĩnh Gia làm chủ nhiệm đã nhận được nhiều quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Cùng sự quan tâm này, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh đã trao tặng câu lạc bộ Dream món quà ý nghĩa, đó là xây dựng nền cỏ nhân tạo trị giá 400 triệu đồng ngay trên sân bóng của Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Hòa Hưng. Liên quan đến vụ việc 100 bánh cocaine chứa trong container thép phế liệu của công ty thép Pomina 2 bị phát hiện tại tân cảng Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ vào ngày 24 tháng 7. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tang vật và qua kết quả giám định ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy dạng cocaine. Do có dấu hiệu của tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, nên ngày 1 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng tham gia vụ ám sát bất thành nhằm vào ông. Vụ ám sát xảy ra chiều qua và những đối tượng còn lại đang tiếp tục bị vây bắt. Tổng thống Maduro đã tố cáo âm mưu ám sát do các tổ chức cánh hữu trong nước thực hiện và đứng đằng sau là nhóm cực hữu từ Colombia nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela. Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định các thế lực đối lập luôn tìm cách hãm hại ông và cuộc cách mạng Bolivar song sẽ không bao giờ có thể khuất phục được ý chí của nhân dân Venezuela. Ông Maduro bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hợp tác về vụ việc này sau khi có những bằng chứng cho thấy một số đối tượng tài trợ và lên kế hoạch vụ tấn công sinh sống ở Florida, Mỹ. Chuyển sang những thông tin liên quan đến vụ tai nạn máy bay tại Nga và Thụy Sĩ. Thưa quý vị, nhà chức trách Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng ở vùng Siberia vào ngày 4 tháng 8 làm 18 người thiệt mạng. Chiếc máy bay Mi-8 chở 15 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn khi vừa mới cất cánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay đã va chạm với khối hàng hóa treo bên ngoài một chiếc trực thăng khác. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai hộp đen của trực thăng Mi-8. Còn tại Thụy Sĩ, hai vụ tai nạn máy bay đã xảy ra hôm qua tại miền Trung và miền Đông nước này, trong đó có vụ khiến một gia đình 4 người thiệt mạng. Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trong vụ tai nạn xảy ra tại miền Trung Thụy Sĩ, máy bay chở một gia đình gồm 4 thành viên trong hành trình tới Pháp đã gặp nạn, khiến khu vực xung quanh bắt lửa. Một chiếc trực thăng khác được cử đến dập lửa để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, máy bay gặp nạn đã bị cháy hoàn toàn, làm phức tạp công tác xác định danh tính nạn nhân. Chiều cùng ngày, một máy bay vận tải 3 động cơ đã gặp nạn ở độ cao hơn 2.500m ở miền Đông Thụy Sĩ. Đây là loại máy bay Junker Su-52 được sản xuất trong thập niên 1930 đến đầu những năm 1950 tại Đức.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Thụy Sĩ tuyên bố đóng cửa không phận khu vực xảy ra tai nạn cho đến tối 5 tháng 8. Đợt nắng nóng kéo dài từ châu Âu cho đến châu Á trong những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nhiều quốc gia. Tại Anh, thời tiết nắng nóng đã khiến số người thiệt mạng lên đến gần 700 người, trong khi nắng nóng bất thường xảy ra tại Triều Tiên cũng đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nước này. Các quan chức y tế Anh lo ngại số người chết vì nắng nóng có thể còn lên tới 1.000 người trong năm nay. Đa số nạn nhân là người cao tuổi. Họ bị mất nước, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như nhiễm trùng, đau tim và đột quỵ. Nhiệt độ cao cũng làm tăng ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng đến những người có bệnh mãn tính về đường hô hấp. Các nghị sĩ Anh khuyến cáo, nếu chính phủ không có các biện pháp phù hợp, số người tử vong vì nắng nóng tại Anh sẽ lên đến 7.000 người mỗi năm vào năm 2040. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ tăng lên mức cao kỷ lục trên bán đảo Iberia đã dẫn tới hạn hán và phát sinh nhiều đám cháy rừng. Để tránh lặp lại thảm kịch cháy rừng làm ít nhất 114 người thiệt mạng hồi năm 2017, lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã gửi cảnh báo tới người dân sống tại những khu vực có nguy cơ cao dễ xảy ra hỏa hoạn, bao gồm cả thủ đô Lisbon. Cháy rừng bắt đầu bùng phát tại khu vực đồi núi Monchique thuộc vùng Algarve phía nam Bồ Đào Nha, nơi rất nổi tiếng đối với khách du lịch. Chính quyền địa phương đã buộc phải sơ tán người dân hai ngôi làng trong khu vực, đồng thời huy động 10 máy bay chở nước tham gia chữa cháy. Triều Tiên cũng đang trải qua đợt nắng nóng nhất trong lịch sử kể từ tháng 7 vừa qua. Đợt nắng nóng đã phá hủy mùa màng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ thị cho các sở ban ngành có liên quan đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu những thiệt hại do hạn hán gây ra. Nhiệt độ cao nhất tại Bình Nhưỡng vào ngày hôm qua đạt hơn 40 độ C. Dự kiến nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần tới. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố cam kết sẽ bảo vệ hành động áp thuế nhập khẩu gây tranh cãi nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc và nhiều nước khác, cho rằng các biện pháp này đang mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với bất cứ dự báo nào trước đó. Tuyên bố được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề thuế nhập khẩu đang tiếp tục leo thang. Ngày 1 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các bộ liên quan nâng mức thuế xem xét đối với lượng hàng hóa nhập khẩu bổ sung trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc từ 10% ban đầu lên 25%. Do Bắc Kinh từ chối đáp ứng các yêu cầu của Washington và đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào hàng hóa Mỹ. Đáp lại, Bắc Kinh đe dọa áp thuế bổ sung lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cảnh báo nước này có thể đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Khép lại phần tin quốc tế tối nay là cuộc triển lãm sản phẩm sáng chế tại Triều Tiên. Thưa quý vị, hôm qua, triển lãm các sản phẩm sáng chế quốc gia lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức. Hãng thông tấn trung ương KCNA công bố một đoạn video cho thấy người tới dự triển lãm chiêm ngưỡng những sáng chế như mỹ phẩm, máy chụp X-quang trên điện thoại di động và nhiều mặt hàng thép không rỉ được bày biện đẹp mắt tại nhiều quầy hàng. KCNA cho biết hơn 1.000 sản phẩm sáng chế được trình làng trong khuôn khổ triển lãm lần này dưới hình thức sản phẩm thật, sản phẩm mẫu và biểu đồ. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 3 tháng 8 cho tới hết ngày 13 tháng 8. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 5 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Đây là nguyên nhân khiến thời tiết biển chuyển xấu, mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngoài ảnh hưởng của vùng áp thấp này, còn chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên mưa dông diễn ra nhiều nơi, tập trung vào trưa chiều và đêm, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Sáng mai trời nắng, nhiệt độ tiếp tục giảm, cao nhất từ 30-32 độ, thấp nhất từ 25-27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, độ ẩm từ 65-90%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày mai trời giảm mây, nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, độ ẩm từ 65-90%. Trường gió Tây Nam hoạt động mạnh nên thời tiết vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo chuyển xấu, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy,
tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 6 tháng 8 năm 2018, mực nước cao nhất 345cm xuất hiện lúc 8 giờ 15 phút, thấp nhất 170cm xuất hiện lúc 15 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết nổi bật trong bản tin Bản ghép cuộc sống lúc 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.